Xin chào các bạn, hôm nay mình trở lại với video hướng dẫn ở trên YouTube phần 3. Thì có lượt lờ trên mạng là một số trang mạng xã hội thì mình thấy là các bạn bây giờ muốn kiếm tiền qua YouTube rất là nhiều, nhưng mà lại muốn kiếm tiền thật là nhanh, giống các cao thủ như bây giờ một ngày một vài ca view, vừa là một tháng một vài nghìn đô. Cái này là điều không thể. Như mình đã nói ở những cái phần trước ấy, thì thực ra mình lưu bài, mình là một người mới vào nghề kiếm tiền bằng YouTube, thì tốt nhất là mình lên làm những cái gì mà nó phải là của mình. Ví dụ các bạn tự quay những cái clip quay màn hình hướng dẫn cách chơi game, cách các cái thủ thuật hay trên máy tính chẳng hạn, hoặc là những cái clip mình quay ở ngoài đường, cái hiện tượng lạ, những cái vụ tai nạn hay cái gì đó, những cái đó thì mình khả năng kiếm tiền của mình cao hơn và kênh của mình không có bị ban. Còn khi nào mà mình đã làm thuần thục rồi ấy, thì mình mới chuyển sang cái bước thứ hai tiếp theo là mình tạo nhiều tài khoản YouTube, và mỗi tài khoản YouTube mình thì lên tạo một kênh chính đến một kênh phụ là kênh để test. Mình sẽ đi kiếm tất cả những cái video hài hước, những cái video đá bóng, hay là những cái video laptop, nhạc, hay là những cái video về phim mình up lên, nếu mà đủ lượt view nhá, có nghĩa đủ lượt view để mình tham gia vào một cái network nào đó. Mình không có kiếm tiền của cái thằng Google AdSense được, nhưng mình sẽ vào những cái network ấy mà nó sẽ hỗ trợ mình về cái bên hình ảnh âm thanh hay bên thứ ba, nó ít bị ban kênh hơn. Còn có một số cái mẹo, một cái số thủ thuật mà người ta bây giờ đang rêu rao quảng bá trên mạng, và mỗi khóa học có mất tầm 2 triệu thì mình khuyên là các bạn tốt nhất là các bạn không nên tham gia đấy. Nếu mà có tham gia thì nó cũng không có thành quả gì tốt, và hỗ trợ thì cũng không phải tốt, tại vì bây giờ YouTube là một miếng bánh rất là to. Bây giờ người ta chia sẻ cho các bạn thì bây giờ người ta kiếm tiền kiểu gì nữa, đúng không? Và khi mình làm YouTube thì tốt nhất là mình nên làm âm thầm lặng lẽ. Mình chỉ xem người ta làm, nhưng mà mình sẽ làm âm thầm lặng lẽ, không đừng có để cho nhiều người biết. Mà nhất là các bạn Việt Nam bây giờ là rep post rất là nhiều, đúng không? Chúng ta phải giấu kênh thật là kỹ. Và từ trước, các video trước đến giờ mình luôn hướng các bạn là làm những cái video cho người nước ngoài xem, hay là các bạn cố gắng vào những vào mạng, vào cái trang dịch tiếng Anh ấy, các bạn dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh, phần keyword, phần thẻ mô tả mình cũng cho chuyển hết sang tiếng Anh để cho cái lượt xem của người nước ngoài thì nó sẽ được cao hơn. Thì nhân tiện hôm nay mình cũng hướng dẫn các bạn cách mà comment chữ đậm ở trong YouTube. Có thể một số bạn biết rồi, nhưng mà có thể một số bạn chưa biết. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để comment chữ yên nghiêng hoặc là chữ đậm hơn so với những người khác.